mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Máy Bay Vlog. Và mình đang làm một cái daily vlog, đó chính là daily vlog nhưng mà theo chủ đề nha, không phải quay kiểu bình thường đâu. Thì cũng là những cái mà góc cạnh cuộc sống của mình thôi. Nhưng mà hôm nay mình dự định là làm daily vlog là ai rủ đi đâu thì mình cũng đi đó, và quay lại cho mọi người xem một ngày thiếu nghị lực. Và bây giờ thì mình chuẩn bị đi triển lãm với bạn. Đó là một cái triển lãm kiểu sắp đặt thôi, nhưng mà bình thường thì sẽ là vào cửa free, nhưng mà hôm nay thì là sẽ thu vé, và cái tiền đó thì sẽ là để ủng hộ cho mình chung. Và bây giờ thì chúng ta cũng đi thôi. Và lông không mà. Dạ chứ lông. Hay mình gắn lên áo. Dạ. À dạ mà anh đó dạ mà. Đây là bản đồ Hồ Chí Minh hả? Không. Máy bay kìa. Hello mấy cưng. Máy bay nè. Nhà mình đây. Mấy cái nhà. Này là nhà được cho hả? Được tặng không? Mình sẽ đặt nhà mình vào. Đến đây mình sẽ đặt cái nhà của mình vào. Đây là nhà mình sẽ đặt ở chỗ quận 7. Nhà mình sẽ ở sau công viên hàng, sẽ ở đây. Đó ở đây. Đặt nó đẹp cho nó được. Làm hàng xóm với nhau đi. Hàng xóm. Ủa? Nhà người ta để đấy. Vậy Tân Bình này. Sân bay ta đây. Sân bay đây mọi người ơi. Cờ xong rồi mình ghi nhà mình vào. Nhà mình ở đây. Kiểu check in. Mọi người nếu cái triển lãm này có mọi người đi và check in nhà mình không, mọi người tag mình vào nha. Ngay bên cạnh Luzi là một phòng tranh mà mình đã vào đây để đi tuần này. Quay video xong một cái là tất cả mọi người đều rủ mình hay sao? Duy Anh rủ mình đi hai di lao. Em không được. Anh nào đang bận sợ em làm clip là mọi người rủ đi đâu anh cũng đi á. À vậy hả? Nhưng mọi người trả tiền. Anh đi massage không? Đi. Nhưng mà mọi người sẽ trả tiền. Thế hôm nay được Duy Anh mời, cảm ơn Duy Anh. Ở quay đây nói em xin rồi. Máy bay nè, thu nè. Đúng. Đây là viên phục sơn hả? Là thịt heo với lại nấm mèo hả? Thì cũng quay nhiều rồi nha. Bây giờ mình sẽ ôn lại cho mọi người một chút là đây bọn mình có gọi 4 loại nước, đó là lẩu cay mala, lẩu nấm, lẩu xương, lẩu cà chua. Vô đi ăn. Xin chào mấy bà nhé. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Anh mấy bà, anh không cần quay cái clip đâu, bình thường ai rủ anh cũng đi mà. Anh đừng có quay cái clip đó, bình thường rủ đi đâu là cũng đi hết luôn. Dạ,
Ủa cái này có phải đặt không hả? Nó chơi sinh nhật mình cái mà mọi người tưởng thật mọi người tổ chức luôn. Sắp tới mà đúng không? Sắp tới học mà. Mình đang nhận một. Rồi. Cảm ơn mọi người nhiều. Trời ơi, tự nhiên được tặng đĩa hoa quả trái cây này. Mọi người thấy cái gì đặc biệt không? Dạ, các bạn có gì? Cảm ơn anh chị đã đến dùng bữa tại Hai Di Lao. Hy vọng hết channel có một bữa tối vui vẻ. Anh có thằng miễn phí không? Một trong những buổi sáng nào đấy ở trong tuần mà mình không nhớ, nhưng mà hôm nay là Giang rủ mình đi đến một cái quán cà phê mới tên là Esmore Sài Gòn. Cái quán này công nhận là được đấy, decor về phong cách mình cũng khá là thích. Ở ngoài này có một cái ban công, xong rồi đặt một cái gương ấy, mọi thứ rất là xanh. Đi vào đây thì cảm giác xanh mát hoàn toàn luôn á. Nhưng mà bị một cái là quán mới nên là hơi đông. Nhưng mà mình nghĩ là cái không gian giếng trời này ở chỗ này là một chỗ nên thử. Sau đó thì bọn mình có chuyển lên trên tầng thượng. Đồ uống ở đây thì có đồ uống là me mơ và cái cà phê vợt nâu, mình thấy là uống ngon. Hôm nay thì là mình cũng được rủ sang văn phòng Lazada chơi. Không hiểu sao lại rủ mình qua văn phòng Lazada chơi, nhưng mà làm với Lazada cũng lâu rồi ấy. Thì đây cũng là cơ hội để chúng mình hãy cùng đi thăm một vòng văn phòng Lazada xem có gì nhá. Mình đang có mặt tại văn phòng Lazada vào ngày 1 tháng 11 này thì là có rất nhiều deal làm dịp sale lớn nhất năm. Xem là cái không khí chuẩn bị đi như thế nào, và qua đó thì cho các bạn xem văn phòng Lazada với cả là bắt mấy cái người mà chuyên săn deal á. Tức là cái hôm đó mà có cái deal gì thì mình sẽ được biết trước, bởi vì mình đã săn đúng cái người mà chuẩn bị những cái deal đấy. Và bây giờ chúng ta là văn phòng Lazada có gì, và trước khi mà cái sale diễn ra thì mọi người có được biết trước hay không, và mình có được biết trước hay không. Một chỉ một ngày mười một sale to nhất năm. Đây là đại sứ mới của Lazada, mọi người, em Lee Min Ho. Còn đại sứ ở Việt Nam là ai? Chi Pu. Điều lớn nhất năm có khác, có cả đại sứ Lee Min Ho luôn. Đây giờ mình sẽ tạo vài cái dáng ở chỗ này của Lee Min Ho. Mình tên là Quỳnh Anh và hiện tại mình đang là KOL, được gọi như là làm độc quyền tại Lazada luôn. Gần đây thì Lazada đang có những cái chương trình đang được diễn ra chiếm giá và cũng như là đồng giá khá là hot. Tí cho mình xem để chiếm giá là cái gì nhá. Ok, tí chị cho. Và đồng giá đang có rất nhiều diễn ra tại trên livestream, nhớ lên xem nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ lớn một cái khu gọi là chứa rất là nhiều đồ ăn, và đây là nơi mà mọi người cùng hay giải trí. Trời ơi, chơi này. Đúng rồi, mọi người chơi FIFA. Mình muốn chơi bóng bàn đây. Tại đây sắp xếp đồ ăn, lát nữa tầm khoảng 4 giờ là sẽ có một sẽ chiều dành cho mọi người. Là đồ ăn. Đúng rồi, là mọi người sẽ xuống đây và lấy đồ ăn mỗi người một phần. Gọi như là ăn xế. Có gì ăn kem. Tủ kem. Nhưng là vì lực lượng càng quét nên chỉ còn mấy cây thôi mọi người ạ. Rất tiếc cho mọi người. Ăn kem gấu. Biết tới cô này siêu gần luôn á, view rất là đẹp. Mày biết chơi bóng bàn không? Không. Mày biết chơi bóng bàn không? Bạn có cái gì em ơi? Cô thủ của anh con có trẻ nào khác đấy. Nhất quyết phải chơi bóng bàn. Ừ, thích chơi bóng bàn đi. Tập chơi bóng bàn. Nope. Đây là tủ lạnh đồ ăn. Đây là tủ lạnh đồ uống. Đúng rồi. Lạnh Lazada có ơi. Nước trái cây, hoa quả,
vự. Yeah. Chơi rồi sẽ đang theo dõi buổi live stream của chúng tôi đưa ra một cái hình phạt. Đúng rồi. Rồi em khá là giỏi trong văn học. Kính thưa quý vị và các bạn, bạn cũng khôi đê à. Các bạn đã thấy cái live stream chưa? Ê, kiểu chuyên nghiệp nhất tụi bên phông xanh, sau cái chuyển sang bên này là kiểu phông kiểu mọi thứ rất là màu sắc luôn á. Thế nếu mà mày đang muốn được tham gia vào live stream á thì phải làm như thế nào? Chắc là phải đăng ký ha. Chúng ta sẽ lên tải app Lazada về, sau ghé vào một tài khoản. Chúng ta sẽ gọi điện lên bên hệ thống đăng ký làm live stream. Sau đó là tự động account của các bạn được kích hoạt thì chúng ta sẽ bắt đầu live stream. Không, nhưng mà muốn mời lên đây là... Muốn mời lên live stream hả? Yên tâm, cứ liên hệ bên bộ phận hồi nãy, bộ phận ngoài đằng sau. Chúng ta sẽ có một phần ekip đằng sau gửi cho bạn và là những cái script để chúng ta có thể cập nhật được về những cái điều này. Thì cái chém giá là như thế nào? Cái chém giá sẽ diễn ra vào lúc từ 2 cho tới 3 giờ. Chúng ta sẽ có 1 giờ để chém giá. Muốn tham gia thì chúng ta chỉ cần ghé vào trong app Lazada, rồi và sau đó chúng ta ghé vào một live stream và ghé vào kênh Lazada Live. Ngoài đồ chém giá ra, chúng ta sẽ có đồng giá trên live stream. Chỉ mua những sản phẩm này trên live stream thì sẽ có giá là đồng giá 1.000, 5.000, 9.000, 11.000 và 111.000. Thì khi mà mình mua đồng giá sẽ rẻ hơn rất là nhiều và số lượng có hạn nữa. Thành thử ra nhớ đón xem live stream luôn ha mọi người ha. Rồi và bây giờ cũng đã tới giờ làm việc của mình. Thế nên là mình sẽ giao bạn này cho một bạn để có thể trình bày rõ hơn về các deal hot đang diễn ra trên Lazada. Cảm ơn Quỳnh Anh nha. Okay. Đây là đưa mình vào đây mình có deal hot được cắt. Thì deal hot ngày 11 tháng 11 luôn. Chính xác, đây. Bye bye Quỳnh Anh. Bye bye mọi người và chúc cho mọi người sang deal vui vẻ trên Lazada nha. Nhớ tải app livestream về đó. Bye bye. Hello, chào bạn. Thì sao, muốn hỏi deal gì? Thì đó, em hay làm thiết hoạt deal cho mọi người vào ngày 11 tháng 11 đó. Okay. Nhưng mà hôm nay em muốn là lên văn phòng trước luôn, trước cả ngày deal luôn để okay. Xem là mình có biết, có được mình về những cái deal hot vào ngày 11 tháng 11 hay không? Rồi, nói chung là 11 trên Lazada là triệu deal luôn. Rất là nhiều deal hot, nhưng mà nếu như mà hỏi là những cái deal nào gọi là tốt nhất để mà giới thiệu cho máy bay á, thì thứ nhất mình muốn nói đó là nhãn hàng Samsung. Đúng rồi, có cái tivi Samsung 55 inch, giá gốc của nó là 11 triệu hơn, nhưng mà đợt này giảm chỉ còn có 8 triệu hơn thôi, giá cực sốc luôn. Tivi 55 inch mà còn có 8 triệu mấy. Đúng rồi. Nếu như mà bạn có ý định mua tivi về coi phim, coi Netflix hay là coi thể thao đá banh hoặc là coi vlog của máy bay thì các bạn có thể mua chiếc này. Còn gì nữa không? Còn đối với những bạn nữ mà yêu thích mỹ phẩm thì các bạn cũng biết là nhãn hàng Benefit xuất hiện ở trên Lazmo lần đầu tiên và là sẽ là có những cái deal độc quyền cho mình luôn. Mới nãy là mình có là tivi đúng không? Mình có mỹ phẩm đúng không? Loa thì mình có những cái sản phẩm về loa của JBL này. Đó, rất là bao nhiêu phần trăm? JBL thì mình giảm toàn gian hàng và giảm lên đến 40% cộng. Nó là mình sẽ tùy deal nha, các bạn đừng quên khi mua những sản phẩm này thì mình nhớ là hãy thu thập voucher. Mình có voucher của Lazada. Là ngay từ bây giờ khi mà bạn xem đúng. Video này thì là cứ vào gian hàng rồi follow gian hàng đúng không? Đúng rồi. Để đúng lấy rồi. Các cái voucher đi đã. Chính xác, rồi mình còn thu thập vào những cái khung giờ vàng. Ví dụ như là 12 giờ trưa hay là 9 giờ thì sẽ tung voucher để mình thu thập. Các bạn đừng quên những voucher để mà mình giảm giá cực sốc. Đối với lại miễn phí vận chuyển nữa. Nói chung là những cái thương hiệu giày rất là nổi tiếng như Adidas hay là Puma thì đều chung có là những cái thương hiệu mà nổi nhất mà mình hay giới thiệu á, thì đợt này đều có và chính nhưng xác. Mà cái quy mô thì nó sẽ lớn hơn nhiều. Đúng nhưng rồi. Mà các bạn hay than thường với em á là cứ đến cái ngày deal á thì nhiều sản phẩm hot nó nhanh hết á. Đúng làm chính như xác nào? Đó chính là lý do mà ngay từ hôm nay các bạn phải là lướt deal này, mình bỏ vào giỏ hàng trước, mình thu thập trước tất cả các voucher, xong đến 0:00 ngày 11 tháng 11 mình bấm mua ngay là được. Nghe người chuyên săn deal và chuyên chọn deal nói chưa, nên đúng là mọi rồi. Người hãy cứ vào đó, thích cái nào thì mình cứ bỏ vào giỏ hàng chính những xác. Cái món đồ mình định mua, sau đấy thì đến cái ngày đấy thấy cái nào giảm nhiều đúng ý của mình rồi thì đúng ngay. Nhưng mà nhớ là vào lúc 0:00 mình mua ngay, tại vì 0:00 ngày 11 tức là dạng sáng ngày 11
tức là sau 12 giờ ngày 10 á. Là deal hot, sản phẩm cũng hot nên là rất là nhiều người muốn mua nên mau hết lắm. Nói chung là săn deal á nó cũng là một cuộc chiến. Chính xác luôn. Mình cũng phải bỏ công một chút thì mình mới săn được cái deal chứ cũng không có bày ra sẵn rồi đủ đỉnh muốn nào. Đúng rồi, chỉ có một ngày thôi, một ngày sẽ to nhất. Đấy là lý do mà Lazada luôn chọn những cái ngày mà ngày đẹp, ngày 10, 10, 11, 11, 12, 12 để mà cho mọi người dễ nhớ, để mọi người vào săn deal. Nhớ nhá. Cảm ơn chị Phương nha. Đưa em phải đi về edit cái video này thật nhanh để đưa lên cho các bạn nhớ. Ok, các bạn nhớ bỏ vào giỏ hàng nha, 11 tháng 11. Bye bye chị Phương. Mình vừa đi thăm văn phòng Lazada về, sao tự nhiên về lại thấy quà của Lazada. Ủa, mà quà bất ngờ luôn, không nói gì với mình là sẽ tặng quà luôn. Ồ, tất cả các cái quà đều có chữ là wow. Ủa, đây là cái gì? Sao chỉ có mỗi cái vòng không á? Không có cái gì hết. Tất cả đều được bọc lại hình Lazada hết nên là không biết là cái gì luôn. Một cái dây sạc. Vòng ở đây mọi người ơi, vòng xịn ở đây. Đây là cái gì vậy? Wow, cái này có phải Mi Band không gì anh? Ui, tặng cả hẳn cái Mi Band luôn. Cái này ở ngoài sao phải 300-400 đúng không? Sao lại còn cho thêm một cái vòng để thay thế nữa. Ê, mấy cái này hay này, dùng được hết. Một cái, hình như đây là cái loa hay sao á. Đây có cái cổng cổng âm thanh. Cái loa. Nhưng mà có khả năng sách nhẹ. Cái đồng hồ các bạn. Một quyển sổ tay. Xịn nha, ở đây có cả cái dot dot để mình vẽ này. You are invited. Mời tham gia sự kiện sale lớn nhất năm 11 tháng 11. Cái you are invited của Duy Anh. Đó, thì cái này là không bị vỡ. Rồi mình sẽ giữ lại cái khung này. Nhưng mà phải lấy cái kính bị vỡ ra. Đây là cái loa đó mọi người. Sau khi mà đã sạc pin thì sẽ có đồng hồ ở đây. Mình có thể điều chỉnh được đèn này. Đó, sáng mạnh, sáng yếu. Đó, mình đến ở giữa. Mấy chị gái khoái của anh là hát. Vừa là loa vừa là đồng hồ. Thấy không? Đây là bài hát mới Hakun của Hà Lê. Ở trên Spotify. Đừng đánh bản quyền nha. Giang rủ mình đi ăn mì cua Luzin à? Mình tất nhiên là mình sẽ đi rồi. Nghe bảo là mì cua ở đây ngon hơn cả ở Pizza Forty. Em nghe nói là mì cua ở đây ngon hơn cả Forty hay là chưa? Này là mì ý á hả? Mì ý. Đẹp là được. Ngon quá. 8 giờ là burger. Chắc là mình sẽ ăn chung nhỉ? Ừ. Ăn chung hết. Nhưng mà anh thấy nếu mà so sánh với nhau thì hơi kỳ á, tại mỗi thứ một kiểu á. Tại vì cũng có cua luôn nên là mọi người đầu tiên mình đi cà phê vợt. Ngồi đâu không quan trọng. Chỉ cần có là được. Cứ ngồi đâu thì ngồi rồi đến đây mua. Không hiểu nữa. Mà kiểu như ở đâu cũng là của cà phê vợt. Đây mọi người đang xếp hàng này, không hiểu luôn. Đi lấy ghế. Phong không lấy, Phong làm biếng. Không cho khách ngồi, kiểu nó ở đây lâu rồi nó biết luôn. Hai cà phê sữa, một sáng, một cho đều. Rồi lên bốn. Hai triệu. Nghe chưa, đưa
kiểu không thể. Cái có thun là xỉu. Ngon. Ngon. Không mềm thì bùng hồ luôn hay. Thế anh thấy giống vị cái cà phê lon hai lần coffee á. Nó hơi nhiều đá, nó hơi nhạt. Cái kia thì hơi nhạt. Nó đậm hơn xíu. Nó nhạt hơn nhưng mà nó thơm thơm như vậy luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Cà phê này mạnh lắm á. Là tối về không ngủ được luôn hả? Tối nó nhạt nhưng mà nó cũng ghê lắm. Ê, lưu ai đây, ai đây? Anh đang quay một cái video là mọi người rủ gì mình cũng làm. Hôm nay là Hương rủ qua nhà mình nhậu. Đây, đây là đồ ăn cái chỗ ruột của Hương mua. Đây là vú. Vú à? Nầm. Nầm, nầm gì? Nầm con gì? Nầm heo. Nầm lợn, nầm lợn. Nầm lợn đấy. Nầm lợn. Chân gà. Đậu bắp siêu ngon. Cái nãy mình ăn thử này rồi siêu ngon, cái nước chấm siêu ngon này, tim này. Cái này bự này, cái này biết là gì không? Mề. Ừ, mề siêu bự luôn ấy. Còn đây là cánh gà. Đây khoe mọi người cái này nè. Đây là thứ đồ uống xinh xẻo mà tớ pha được. Rất là xinh, màu hồng pastel luôn theo đúng nghĩa. Mày mất là bỏ dưa chút và tớ sẽ đem bãi trên đờ. Yo. Mặc cái thứ đồ này uống cũng ngon. Chỉnh clip này nhớ chỉnh sáng trắng kẹo nhé.